Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón tiếng hát. Đây cũng là một người cô, một người chị của khán phòng ngày hôm nay. Đó là tiếng hát của ca sĩ Trần Thị Thủy với bài hát đang mang tên Chỉ Một Mình. Quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tiếng hát của ca sĩ Trần Thị Thủy ạ. Quên đi như chúng ta chưa hề quen.